Bắt đầu ngày thi đấu cuối cùng của sự kiện Wyndham Championship, Mark Reisselman chỉ kém vị trí dẫn đầu của Matt Kuchar đúng một gậy. Và không để mất nhiều thời gian, golfer sinh năm 1995 đã sớm san bằng cách biệt và vươn lên dẫn đầu trong 3/4 chặng đường của ngày Chủ nhật với thành tích ấn tượng 21 gậy âm, tạo ra cách biệt 4 gậy của Aaron Rye ở vị trí thứ hai. Tưởng chừng như chiếc cúp tại đây sẽ thuộc về Reisselman, thì lúc này kịch bản điên rồ nhất đã diễn ra. Khi chỉ còn 4 hố đấu nữa để kết thúc ngày thi đấu cuối cùng, Mark Reisselman đã liên tiếp có những tình huống tự hủy, trong đó có double bogey và bogey ở hố số 14 và 16, qua đó khiến cho thành tích của golfer này bị tụt lại. Trong khi đó, Aaron Rye ở phía sau chơi chậm mà chắc, golfer người Vương quốc Anh có ngày thi đấu với bogey free và cùng 6 birdie để có lần đầu tận hưởng hương vị chiến thắng ở PGA Tour cùng thành tích âm 18 gậy. Anh đồng thời cũng bỏ túi gần 1,5 triệu đô la Mỹ tiền thưởng. Trong khi đó, hệ thống Live Golf Graham McDowell đã bị Live Golf đình chỉ tham gia sự kiện tại Green Prix cuối tuần này do vi phạm chính sách chống doping của giải đấu. Thành viên của Smart GC tại Live Golf đã có kết quả xét nghiệm dương tính với doping trong khi thi đấu tại sự kiện Nashville hồi cuối tháng 6 vừa qua. Nguyên nhân được xác định là do golfer 45 tuổi đã sử dụng loại thuốc xịt mũi có chứa chất cấm là A-methamphetamine. Theo chính sách từ phía Live Golf, McDowell sẽ bị đình chỉ thi đấu tại sự kiện Green Prix và nhận mức phạt 125.000 đô la Mỹ. Ngoài ra, kết quả của McDowell và Smart GC tại sự kiện Nashville trước đó cũng bị hủy bỏ.